Chào mừng các bạn học sinh khối lớp 5 đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Thầy xin giới thiệu thầy là Lê Tấn Lộc, giáo viên trường Tiểu học Minh Đạo quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thầy sẽ đồng hành với các bạn trong bài phép cộng và phép trừ. Để bắt đầu tiết học, thầy và các bạn sẽ ôn lại một số kiến thức cần ghi nhớ về phép cộng và phép trừ. Đầu tiên là phép cộng. Trong biểu thức tổng của A và B bằng C, các bạn cho thầy biết A gọi là gì? b gọi là gì và c được gọi là gì a à, đúng rồi các bạn a và b là số hạng c là tổng và biểu thức a cộng b còn có thể gọi là tổng của a và b các bạn có thể nhắc lại một số tính chất cơ bản của phép cộng đầu tiên tính chất giao hoán ta có a cộng b bằng b cộng a khi ta thay đổi vị trí của số hạng thì tổng không thay đổi. Tính chất kết hợp. Tổng của a và b cộng c thì bằng a cộng cho tổng của b và c. cộng với 0. a cộng 0 bằng 0 cộng a bằng a. Và sau đây chúng ta sẽ ôn tập về phép trừ. Trong biểu thức hiệu của a và b bằng c, a được gọi là gì? B được gọi là gì và C được gọi là gì? A được gọi là số bị trừ, B là số trừ và C là hiệu. Và A trừ B còn được gọi là hiệu của A và B. Ta có A trừ A bằng 0, A trừ 0 bằng A. Sau đây thầy mời các bạn bước vào phần luyện tập. Bài 1 tính rồi thử lại theo mẫu 1A.

À, ở bài tập 1A chúng ta đã ôn tập phép cộng và phép trừ số tự nhiên. Sau đây thầy mời các bạn cùng thầy bước sang bài 1B. 1B tính rồi thử lại theo mẫu. Mẫu 8 phần 11 trừ 3 phần 11 bằng 5 phần 11. Thử lại 5 phần 11 cộng 3 phần 11 bằng 8 phần 11. Sau đây thầy mời các bạn thực hiện 3 bài. Bài thứ nhất 8 phần 15 trừ 2 phần 15 Bài thứ hai 7 phần 12 trừ 1 phần 6 Bài thứ ba 1 trừ 3 phần 7 Thầy mời các bạn thực hiện Và sau khi thực hiện xong các bạn đối chiếu với phần bài làm ở màn hình Ta có 8 phần 15 trừ 2 phần 15 bằng 6 phần 15 Thử lại 2 phần 15 cộng 6 phần 15 bằng 8 phần 15 Bài thứ nhì, 7 phần 12 trừ 1 phần 6 bằng 5 phần 12. Thử lại, 1 phần 6 cộng 5 phần 12 bằng 7 phần 12. Bài thứ ba, 1 trừ 3 phần 7 bằng 4 phần 7. Thử lại, 3 phần 7 cộng 4 phần 7 bằng 1. Qua bài số 1B, chúng ta cho thầy biết là mình đã ôn tập về điều gì các bạn? Qua bài 1B, chúng ta đã ôn tập phép cộng và phép trừ phân số. Sau đây chúng ta cùng bước sang bài 1C. Tính rồi thử lại theo mẫu. 7,254 trừ 2,678 bằng 4,576. Thử lại 4,576 cộng 2,678 bằng 7,254. Và thầy mời các bạn thực hiện hai bài. Bài thứ nhất 7,284 trừ 5,596 Bài thứ hai 0,867 trừ 0,298 Thầy mời các bạn thực hiện Và sau khi các bạn thực hiện xong Các bạn đối chiếu với phần bài làm ở trên màn hình Ta có 7,284 trừ 5,596 bằng 1,688. Thử lại 1,688 cộng 5,596 bằng 7,284. Bài thứ nhì 0,863 trừ 0,298 ta có kết quả 0,565. Thử lại 0,565 cộng 0,298 ta ra kết quả 0,863. Và qua bài 1C các bạn cho thầy biết chúng ta đã luyện tập về điều gì? A, à, chúng ta đã luyện tập về phép cộng và phép trừ của số thập phân. Sau đây thầy mời các bạn bước sang bài 2, tính bằng cách thuận tiện nhất. A, à, tổng của 689 và 875

về tính chất của phép cộng để thực hiện bài này. Và sau khi thực hiện xong, các bạn sẽ đối chiếu với phần bài làm trên màn hình. Ở bài A, chúng ta lấy số hạng thứ nhất cộng cho tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba. Ta có 689 cộng cho tổng của 875 và 125 bằng 689 cộng 1000 bằng 1689. Ở bài B ta lấy tổng của số hạng thứ nhất và số hạng thứ ba cộng cho số hạng thứ hai. Vậy ta có tổng của 2/7 và 5/7 cộng 4/9 bằng 1 cộng 4 phần 9 bằng 13 phần 9 nếu các bạn viết dưới dạng hỗn số thì ta viết bằng 1 và 4 phần 9 Thầy mời các bạn bước sang bài C. Ở bài C, chúng ta sẽ lấy tổng của số hạng thứ nhất và số hạng thứ ba cộng cho số hạng thứ hai. Ta được tổng của 5,87 và 4,13 cộng 28,69 bằng 10 cộng 28,69 bằng 38,69. Vậy ở bài 2 chúng ta đã luyện tập về điều gì? Ở bài 2 chúng ta đã vận dụng tính chất kết hợp để thực hiện tính bằng cách thuận tiện nhất. Sau đây, thầy mời các bạn cùng thầy bước sang bài thứ 3. Bài 3. Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1 phần 5 thể tích của bể. Vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3 phần 10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào trong 1 giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể. Sau đây chúng ta cùng thầy tóm tắt. Tóm tắt, vòi 1, 1 giờ, 1 phần 5 thể tích bể. Vòi 2, 1 giờ, 3 phần 10 thể tích bể. Hỏi cả hai vòi cùng giải 1 giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích bể. Thầy mời các bạn vận dụng kiến thức đã học để thực hiện bài này. Và sau khi thực hiện xong các bạn đối chiếu với phần bài làm Bài giải Khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong 1 giờ Thì số phần trăm thể tích của bể là 1 phần 5 cộng 3 phần 10 bằng 1 phần 2 thể tích bể Ta chuyển đổi 1 phần 2 bằng 0,5 bằng 50% thể tích bể Đáp số 50% thể tích bể Sau đây thầy mời các bạn cùng thầy bước sang bài thứ tư tìm x a x cộng 5,84 bằng 9,16 b x trừ 0,35 bằng 2,55 thầy mời các bạn thực hiện và sau khi thực hiện bài 4a các bạn sẽ đối chiếu với phần bài làm trên màn hình chúng ta thấy ở biểu thức thứ nhất x cộng 5,84 bằng 9,16 x gọi là số hạng chưa biết muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng đã biết vậy x bằng 9,16 trừ 5,84 x bằng 3,32 chúng ta bước sang bài B chúng ta thấy trong biểu thức hiệu của x và 0,35 bằng 2,55 x được gọi là số bị trừ muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ Vậy ta có x bằng 2,55 cộng 0,35 x bằng 2,9 Thầy mời các bạn bước sang bài 4B Bài 4B không thực hiện phép tính nêu dự đoán kết quả tìm x A x cộng 9,68 bằng 9,68 B 2 phần 5 cộng x bằng 4 phần 10 Thầy mời các bạn thực hiện Và chúng ta có ở bài A x sẽ bằng 0 Vì sao vậy các bạn? À vì khi 0 cộng với một số sẽ bằng chính số đó Ở bài B chúng ta có x cũng bằng 0 Vì sao? Vì chúng ta thấy 2 phần 5 bằng 4 phần 10 Nên x bằng 0 Sau đây thầy mời các bạn bước sang bài thứ 5 một xã có 540,8 hecta đất trồng lúa diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5 hecta tính tổng diện tích đất trồng lúa và diện tích đất trồng hoa của xã đó thầy mời các bạn cùng thầy tóm tắt ta có diện tích đất trồng lúa 540,8 hecta và diện tích đất trồng lúa nhiều hơn đất trồng hoa là 385,5 hecta hỏi tổng diện tích của đất trồng lúa và trồng hoa. Thầy mời các bạn thực hiện bài toán. Sau khi thực hiện bài toán xong, các bạn nhìn lên màn hình để đối chiếu với phần bài làm của thầy. Giải diện tích đất trồng hoa 540,8 trừ 385,5 bằng 155,3 hecta Diện tích đất trồng lúa và trồng hoa 540,8 cộng 155,3 bằng 696,1 hecta Đáp số 696,1 hecta Sau tiết học này, thầy muốn các bạn hãy cùng luyện tập lại phép cộng trừ số tự nhiên, số thập phân và phân số. Các bạn chú ý chuẩn bị bài sau luyện tập. Và thầy chúc các bạn có một ngày học tập thật vui và nhiều ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.